Vậy con xin hỏi câu thứ ba. Thưa bác, xin bác giải thích giúp chim tinh là sao ạ? Chữ chim mới là chim nhìn. Vì thế mà người ta nói là chim ngưỡng. Nhìn ở Phật là chim ngưỡng. Tinh là cái nhìn được cái tinh thần của người ta. Đây là gọi là cái thuật của cái người mà người ta nhìn cái bản tướng. Bởi vì người ta đó, trong dân gian nó coi mặt bắt hình dòng. Coi cái anh đó, cái mặt anh như thế nào, anh có là người phải là tốt xấu hay là người có điêu hoa sao, này nhìn cái này là gọi là chim tinh. Thấy không? Chim tinh gia, gia là cái nhà, nhà chuyên môn xem tướng số cái này nó thuộc về tướng số. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thêm cái ý nữa. Coi bói là gì ạ? Chứ coi bói thường thường chữ coi là nhìn. Bói là nói được cái quá khứ vị lai gọi là coi bói. Mà thường thường coi bói nên áp dụng cho coi chỉ tai. Tất cả tai của mỗi người nó có đều có một cái hiện tượng rõ ràng là tâm trí tài mạng. Ta nhìn cái bàn tay anh ta biết tâm anh sáng hay là không sáng. Cái trí anh ta có tốt hay là xấu. Ta nhìn ta cái bàn tay ta biết. Tài, rồi có cái sức của anh, có tiền tài bao nhiêu và có lực của anh bao nhiêu. Cái mạng anh sống được bao nhiêu gọi là tâm trí tài mạng. Nhưng mà cái người mà ta muốn mà coi cái này, người ta mới nương vào con. Ta coi chút cái ta hỏi con thì nó bắt đầu nó lộ, nó dẫn đi. Thấy không? Nhưng mà cái coi bói này nè rất đúng chứ không phải không đâu. Dưới điều kiện anh phải có cái thước, nó đo về cái tướng số và đó. Trong cái hay, ngày xưa nó có bán không, bây giờ nó có bán không, nó có bán. Ví dụ bàn tay nó dùng kéo qua một cái nó biết anh là bao nhiêu là tuổi chết. Bởi vì tôi nhớ ngày xưa đó có một cái vị ở Việt Nam nè, ổng giàu lắm, tôi không nói tên. Ảnh qua Đài Loan ảnh coi bói. Thì cái ông thầy bói bển á, ổng nói cái số anh giàu nhưng mà chết không có cái hòm chôn. Kìa nó tức. Mà đúng y chang á, 3 năm sau nó chết. Bị sao nó chết sao ta, tại sao nó chết, nó bị tử hình. Bắn nó chết nó quăng vô cái thùng chứ không có được cái hòm. Rồi sau đó vợ con mới đeo cái hòm vô. Thấy không? Cái tất cả giữa việc trường tim tinh và xe bói rất đúng, với điều kiện anh phải đúng theo cái quy luật đó. Thấy không? Chứ không phải là không đúc cái gì cũng có. Nếu không có thì làm sao mà tại thành cái nghề này được. Nhưng mà đặc biệt á, từ chim tinh gia hoặc là xem bói, có dâm nhập, có âm hồn nhập thì coi rất đúng. Còn không có nhập thôi không có đúng. Có dâm nhập coi đúng 100% luôn. Còn không có 20-30% thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Chim tinh này có phải là coi bói không ạ? À? Không, chim tinh khác. Coi bói là coi bói khó. Coi bói là nó nương theo cái tiếng nói của con, nó coi đời, cuộc đời anh. Còn chim tinh là nó nhìn thấy mà. Bây giờ chim tinh là nó nhìn thấy cái tướng mặt của anh nè, cái tướng đi nè, cái tiếng nói nè. Thấy không? Rồi cái mà trực diện. Thường thường mấy chim tinh nó con mà lỡ vừa nhìn cả mình cả chết trực diện anh mà con quay chỗ khác nó biết liền. Còn mà con không sợ đó thì bắt đầu nó nói con khác. Thì như là bất kỳ mà hai cái mà hai người là trực diện mà nó là cái tinh thần trực diện. Mà nếu mà còn yếu không diễn cái quay cho khác là rồi đó, bắt đầu nó có cái công thức của nó. Nó thức nó nói hết cho chuyện này cho con nghe. Y chang không có khác nào hết. Tôi nói thiệt à. Nó nhìn thấy rồi nó nhìn qua cái bàn tay em một ngày thâu bao nhiêu tiền nó biết. Gia tài em có bao nhiêu đồng nó biết hết. Nó thiệt rồi đó. Vì cái này nó là tâm trí tài mạng. Chỉ tài này là số tiền. Một ngày vô bao nhiêu. Nó biết luôn đó. Cái này không phải, nó rất khoa học, chứ không phải ai đâu. Nhưng mà về sau này nhiều người họ lợi dụng đầy, họ làm nó sai, ăn theo nó sai vậy thôi. Chứ nếu mà đúng một người mà tốt nghiệp trường chim tinh gia rồi đó, thì nói không sai một chút nào hết. Rồi, có hỏi tiếp đi. Dạ, chim tinh này có khoa học hay không? Chim tinh có nằm trong pháp môn thiền tông hay không ạ? Xin bác giải thích ạ. Chim tinh thì rất khoa học. Nhưng mà nó không nằm trong cái thiền tông. Mà nó chỉ nằm một phần nhỏ trong thiền tông. Khi nào người nối tiếp dòng thiền tông, người sẽ chỉ cái cách này. Nhớ người ta chỉ cái cách này cho. Còn không có thôi chứ không phải nói bừa bãi.
Người nào mà trực tiếp nói đi, truyền đi ra ngoài sẽ nói để dễ chi. Anh lãnh đạo một cái đạo Phật khoa học truyền thông, anh phải hiểu, hiểu tất nhiên hiểu người ta thì anh mới hiểu được. Còn bằng không nó vô nó quậy nát anh luôn. Thấy không? Tôi không nói gì được. Nghĩa là anh chỉ cần phát hiện ta, anh chỉ nói nhẹ một cái tự anh không nói người đó, nhưng mà tự người ta bỏ ta đi. Ta nhốt, ta bỏ ta đi, nhưng mà người đó không nói lại đâu. Trời, con hỏi tiếp đi.